Nay em lên cái quả video này chắc có nhiều bác thắc mắc là tại sao khi mà lên ánh sáng đèn lại một bên nó sẽ ánh sáng nó trong hơn và một bên nó sẽ hơi mờ, đúng không ạ? Nguyên nhân là do cái mặt đèn ở bên tài này của bác xe bác chủ đi lâu nó bị ố cái mặt đèn này rồi. Nên hôm nào bác chưa có thời gian làm nên là hôm nào ra bên em sẽ đánh bóng lại mặt đèn này thì nó sẽ sáng, ánh sáng nó sẽ tốt như cái bên phụ này các bác nhá. Cái này là không phải do đèn đâu nhá, chắc sẽ có nhiều anh em bảo là hai bên thì nó lệch nhau, đúng không ạ? Đây, với chiếc xe Corolla Tiz này thì bên em đã nâng cấp cho chiếc xe này bộ bi LED Limited GTL 3.0 này. Đây, ở khi mà lên pha các bác có thể thấy pha nó sẽ là trụ vào tâm này. Và tâm này nó là ánh sáng trắng ngả vàng và vàng nhiều hơn các bác nhé. Nên là các bác di chuyển vào nhiều cái điều kiện thời tiết khác nhau được. Ví dụ là sương mù hoặc là trời mưa nhẹ các bác vẫn di chuyển thoải mái luôn. Bác nào đang muốn nâng cấp ánh sáng cho xe của mình mà chưa biết cái địa chỉ nào, nơi nào độ rèn uy tín thì các bác hãy nhớ tới Akala các bác nhé.